thập tứ hiếu, 24 tấm gương hiếu thảo, the 24 paragons of filial respect. Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm văn học nổi tiếng từ xưa đến nay, truyện viết về sự tích 24 tấm gương hiếu thảo của các bậc hiếu tử, trên từ vua chúa, dưới đến nơi dân bá tánh, không ai là không noi theo lời dạy của thánh nhân cổ đức. Bách thiện hiếu vi tiên, trong 100 điều thiện thì hiếu thảo đứng đầu. Kiệt tác này do học sĩ Quách Cư Kính đời nhà Nguyên soạn. Ông là một thi sĩ có tài và còn là người con hiếu thảo. Sau khi cha ông qua đời, vị hiếu tử này chọn lựa 24 tấm gương hiếu hạnh từ thời vua Thuấn đến đời ông và dùng thở thơ diễn kệ ngợi khen. Hiếu hạnh xưa nay vẫn đứng đầu, gương soi cảnh tỉnh mãi dài lâu. Sinh thành dưỡng dục công non thái, nghĩa cử đáp đền tợ bỡ sâu. Đạo đức suy đồi gây bất ổn, luân thường loạn tưởng tạo thương đau. Thành tâm hướng thiện cầu an lạc, khổ nạn tiêu tan rõ nhiệm màu. Cảm động thiên, lòng hiếu cảm động trời. Filial conduct that impressed the heaven. Diêu Thuấn hàng vi trải khổ đau, tuổi sanh mắt mẹ lắm cơ cầu. Con chồng dì ghẻ em gian ác, cổ tẩu nguồn cơn lửa đổ dầu. Hiếu thảo từ tâm trời cảm động, chim voi dốc sức tạo công hầu. Vương Nghiêu lập đức truyền ngôi báu, đất nước thanh bình vạn đại sau. Vào thời thượng cổ lâu xa về trước, có một hiếu tử tên là Diêu Thuấn, vốn có một người cha rất mù quáng. Người đời gọi ông là Cổ Tẩu, tức ông già mù, ý nói rằng ông có mắt mà cũng như không có tròng, không phân biệt được thiện ác đúng sai. Khi mẹ Thuấn qua đời lúc Thuấn còn rất nhỏ, cha ông lại tục huyền với một người đàn bà khác. Người vợ kế sinh ra một người đệ đệ tên gọi là Tượng.
Người em khác mẹ này hết sức ngỗ nghịch, luôn cùng với mẹ nghĩ cách làm hại ông. Tuy vậy, Thuấn vẫn hết mực làm tròn chữ hiếu, săn sóc lo lắng cho em. Hàng xóm láng giềng gần xa đều tấm tắc khen Thuấn là một đứa con hiếu thảo. Đương thời bấy giờ có vị hoàng đế là Vua Nghiêu, vì muốn tìm người đức hạnh đỡ kế vị nên mới triệu hỏi các đại thần. Trẫm này muốn tìm một người hiền đức và truyền ngôi cho người đó, như thế đất nước sẽ luôn được thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Chúng ấy khanh có ý kiến gì không? Lúc đó có một vị đại thần tâu: Bệ hạ, nhân gian có một người tiếng thơm hiếu thảo, danh vang khắp nơi, tên gọi là Thuấn, mới có thể xứng đáng với trọng trách này. Các ấy khanh hãy tra rõ việc này, nếu thật đúng như vậy, hãy mau mau truyền người đó nhập cung cho ta. Thuấn phụng chỉ thượng triều, qua lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của Thuấn đều làm cho Vua Nghiêu hết mực hài lòng. Sau đó Vua Nghiêu còn gả hai cô công chúa, một người tên là Nga Hoàng, một người tên là Nữ Anh, và phát cho rất nhiều lương thực đem về. Sau khi về đến nhà, hai vị công chúa thường ngày giặt quần áo, nấu cơm và cùng nhau hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng Tượng, người em của Thuấn, thấy Thuấn cưới được hai người công chúa sắc nước hương trời và được nhiều thức ăn mang về, nên luôn nghĩ cách mưu hại. Có một ngày, Tượng đang ở trong phòng bàn bạc với cha mẹ. Lúc đó có một cô công chúa tình cờ nghe được và lập tức trở về nói với Thuấn. Thuấn nghe xong cười và nói: Nàng không nên lo lắng, anh sau này sẽ cẩn thận là được. Quả nhiên có một ngày, cha Thuấn gọi vào và bảo: Thuấn à, cha Ni cũng đã lớn già rồi, không làm được việc gì nữa ở kho gạo nhà sau, mái nhà có lỗ hổng, con đi đến đó tu sửa lại đi. Thuấn một mình trèo lên nóc nhà và ở trên đó sửa sang mái tranh, mồ hôi chảy ra thấm cả đầu. Tượng bấy giờ len lén cầm lửa đốt kho, toan tính thiêu chết anh mình. Ngay lập tức nhà kho bắt lửa phừng phừng cháy dữ dội. Lúc bấy giờ Thuấn đang chăm chú làm việc, bỗng dưng phát hiện, xoay đầu nhìn lại. Sau đó Thuấn lượm hai chiếc nón rồi từ trên cao bay hạ xuống, nên chẳng bị tổn thương và cũng không bị thiêu chết. Tượng thấy thế cau mày không vui, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Sau đó lại cùng với cha nghĩ kế để làm Thuấn rớt xuống giếng rồi lấy đá bịt lại. Thế là sai Thuấn đi đào giếng. Thuấn mỗi ngày mỗi đào, đào từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng. Khi Tượng nhìn thấy giếng càng ngày càng sâu, lòng độc ác đã hiển hiện rõ trên khuôn mặt nham hiểm. Ngay lập tức cùng cha lấy đất đá lấp giếng, chôn sống Thuấn. Nhưng đâu có ngờ, ở dưới đáy giếng có một địa đạo nhỏ đỡ tới một cái động, và vì thế Thuấn từ nơi đó bò lên trở về nhà bình an. Tấm lòng hiếu thảo của Thuấn đã cảm động đến trời cao, nên đàn voi đến và muôn chim đáp xuống để giúp Thuấn làm ruộng. Voi lớn cày đất, chim con nhặt cỏ, ai ai cũng hăng hái làm việc. Và cuối cùng mùa thu hoạch lại đến, đàn voi đẩy xe, muôn chim ca hát, mừng ngày gặt hái, rộn ràng náo nhiệt. Câu chuyện của Thuấn dần dần được muôn người truyền tụng. Vua Nghiêu nghe được, lòng rất vui mừng. Về sau, Vua Nghiêu đã nhường vị và truyền ngôi cho Thuấn. Vua Thuấn trong suốt thời gian trị vì chỉ ngồi gảy đàn, hát khúc Nam Phong, mà thiên hạ thái bình thịnh vượng, nhà nhà an cư lạc nghiệp, tứ hải âu ca.